hai tay chăm chỉ vươn lên, canh thân sẽ thấy khó khăn qua rồi. Tháng 10 gặp vận tuyệt vời, bốn phương phúc lộc sáng ngời công danh, đỉnh cao sự nghiệp đã thành, tình duyên hạnh phúc an lành yêu thương. Chúc mừng tuổi Canh Thân sinh năm 1980 được thần tài ban phúc, đón tiền tài sung túc, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu nứt đố đổ vách. Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phúc Từ Tâm ngày hôm nay. Vâng quý vị thân mến, cổ nhân dạy, nhân vô thập toàn sự vô hoàn mỹ. Thế nên sống ở đời có người thì khẳng khái độ lượng bao dung, nhưng cũng có kẻ suốt ngày quanh co sau đó tính toán. Có những việc bạn càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng dễ mất đi. Thế giới rộng lớn lòng người khó đoán, thế nên bậc quân tử gặp phải những kẻ tiểu nhân ắt cũng là điều dễ hiểu. Trời đã định sẵn, trong số 12 con giáp có tuổi Canh Thân sinh năm 1980 mà đắc tài phú quý. Nhưng cuộc đời lắm chông gai, trên con đường dẫn tới thành công họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ ngấm ngầm hãm hại. Trong hơn quá nửa năm 2023 vừa qua, họ liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu làm ăn thất bát nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Nhưng nghèo khổ thế là quá đủ rồi. Theo lời tiên tri mới nhất của thần đồng tiên tri Ấn Độ cho biết, đúng tháng 10 âm lịch này sẽ có số hưởng. Chỉ cần nghe được điều này là lội ngược dòng thành công, giàu to hết khổ, hết sạch nợ. Bao nhiêu vất vả nghèo khó khi xưa sẽ được đền đáp xứng đáng. Bao nhiêu nợ nần trả sạch, mua nhà lầu tàu xe sang, hiên ngang sánh bước trên đường đời trước sự ngưỡng mộ và trầm trồ của hàng ngàn người. Đặc biệt, trong tháng 10 âm lịch này, người tuổi Canh Thân còn may mắn ở chỗ. Làm việc gì cũng sẽ suôn sẻ và thuận lợi. Mưu sự dễ thành, sở cầu như nguyện, sở nguyện tòng tâm. Dù dấn thân vào lĩnh vực nào cũng thu được nguồn lợi nhuận khủng khiếp, khiến cho nhiều người hờn đỏ con mắt. Thêm cả các tin phụ trợ mà bạn tránh được nhiều họa thị phi. Tiểu nhân cũng không dám tới gần bạn nữa vì sợ gặp phải rắc rối. Đây là thời điểm tinh hoa đất trời hội tụ. Thần tài đã nhắm trúng. Bạn là con giáp khổ tận cam lai nên từ tháng 10 âm lịch tới đây sẽ một bước lên tiên. Túi tiền rủng rỉnh, vàng đeo gãy cổ phúc lộc ngập tràn giàu sang sung sướng tới cuối đời. Vậy thì vận trình tử vi trong tháng mới của Canh Thân sẽ ra sao? Thiên cơ tiết lộ ra là gì? Vận may nào sẽ đến với bạn trong tháng 10 âm lịch? Tất cả sẽ được Phúc Từ Tâm lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Chúc mừng tuổi Canh Thân sinh năm 1980 được thần tài ban phúc, đón tiền tài sung túc, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu nứt đố đổ vách. Tổng quan tử vi tháng 10 âm lịch 2024 cho tuổi Canh Thân 1980. Trong tháng 10 âm lịch này, với thai nhập mệnh, người tuổi Canh Thân sẽ cảm nhận rõ một luồng năng lượng mới mẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Đây là thời điểm mà bạn tìm thấy niềm vui trong từng hành động, từng lời nói, và luôn muốn góp mặt vào các cuộc thảo luận sôi nổi. Những ý tưởng sáng tạo và khác biệt sẽ bật lên mạnh mẽ, giúp bạn đạt được những đột phá trong công việc và cuộc sống. Tháng này, sự hiếu kỳ và ham học hỏi trở thành động lực lớn. Nhờ vào đó, bạn không chỉ mở rộng kiến thức mà còn khám phá những điều thú vị, góp phần phát huy óc hài hước và sự linh hoạt vốn có. Đặc biệt, điều này sẽ giúp bầu không khí trong các cuộc gặp gỡ hoặc hội họp trở nên nhẹ nhàng, thân thiện, giảm bớt những căng thẳng và tạo cơ hội để bạn gây ấn tượng sâu sắc với người xung quanh. Với sự xuất hiện của các tinh thái âm trong tháng, vận may về tài chính của bạn được cải thiện đáng kể. Công sức và nỗ lực bạn bỏ ra trong thời gian qua đã bắt đầu mang lại trái ngọt, giúp cuộc sống của bạn thêm phong phú và vững vàng.
Thành quả tài lộc tháng này giống như một sự đền đáp xứng đáng cho những cố gắng không ngừng của bạn, một lời nhắn nhủ rằng hướng đi của bạn là đúng đắn. Và kết quả bạn gặt hái là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Dù vận trình nhiều khởi sắc, nhưng với tương hại xuất hiện, một số hiểu nhầm và ngăn trở có thể bất ngờ cản đường bạn. Có thể sẽ có những khoảnh khắc bạn cảm thấy bị hiểu sai, hoặc những lời nói của bạn không được người khác nhìn nhận đúng đắn. Trong tình huống đó, thay vì vội vàng giải thích, hãy để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Sự kiên nhẫn và thời gian sẽ là bằng chứng mạnh mẽ nhất giúp người khác hiểu đúng về bạn, cũng như là cách giúp bạn không bị cuốn vào những phiền toái không đáng có. Đây là thời điểm mà sức khỏe cần được bạn quan tâm đặc biệt. Sự nhiệt huyết đôi khi khiến bạn ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, dễ dẫn đến cạn kiệt năng lượng và mệt mỏi. Bạn nên dành thời gian chăm sóc bản thân, tập thể dục đều đặn và duy trì thói quen nghỉ ngơi lành mạnh để phục hồi năng lượng. Khi có sức khỏe tốt, bạn sẽ có thể tiến xa hơn và giữ vững được tinh thần nhiệt huyết trong suốt chặng đường dài phía trước. Tử vi sự nghiệp chi tiết cho tuổi Canh Thân tháng 10 năm 2024 âm lịch khởi đầu cho những thành tựu vượt bậc. Tháng 10 âm lịch này mở ra một chặng đường đầy triển vọng cho người tuổi Canh Thân. Khi chính quan chiếu mệnh, giúp bạn nhận ra những giá trị mới trong sự nghiệp của mình. Đối với người cầm tinh con khỉ, tháng này là thời điểm đặc biệt thuận lợi để khám phá những tiềm năng vốn có và phát triển sự nghiệp theo một hướng đi mới. Chính quan không chỉ đơn thuần đem lại may mắn, mà còn khích lệ ý chí vươn lên, tinh thần tự chủ và sức mạnh nội tại, giúp bạn đối diện và xử lý các thách thức với sự kiên nhẫn và trí tuệ. Trong tháng này, bạn sẽ nhận ra rằng thành công không đến từ những điều lớn lao mà từ sự cần mẫn từng ngày, từng bước. Chính quan tạo điều kiện để bạn củng cố kiến thức và mở rộng kỹ năng mới, đặc biệt là các kỹ năng liên quan đến phân tích, hoạch định và khả năng lãnh đạo. Hãy tận dụng sự thúc đẩy này, vì đây là thời điểm tuyệt vời để bạn học hỏi từ những người có kinh nghiệm. Những người đi trước đã tích lũy được sự hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi. Sự hiện diện của chính quan cũng giúp nâng cao tinh thần học hỏi và thúc đẩy bản mệnh khám phá thêm nhiều phương pháp làm việc hiệu quả, giúp bạn tối ưu hóa thời gian và công sức. Tháng này, bạn dễ dàng cảm nhận được sự đột phá trong cách tư duy, logic và sáng tạo. Những ý tưởng táo bạo hơn, khác biệt hơn sẽ bắt đầu nảy nở. Nếu bạn biết cách lắng nghe và thấu hiểu sâu hơn, chính quan sẽ là người bạn đồng hành, mở lối cho bạn chinh phục những nấc thang mới, giúp bạn không chỉ đạt thành công mà còn xây dựng uy tín trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Tuổi Canh Thân nên tận dụng mọi cơ hội để giao lưu và kết nối với những người đi trước, các bậc thầy trong lĩnh vực, bởi đây là lúc kiến thức và kinh nghiệm của họ có thể trở thành chìa khóa dẫn đường cho bạn. Hãy nhớ rằng, sự khiêm tốn lắng nghe sẽ giúp bạn không chỉ tiếp thu mà còn sáng tạo ra những phương pháp mới trong công việc. Qua đó, bản mệnh sẽ thấy rõ cách để chuyển hóa những tri thức ấy thành tài sản quý giá, giúp bạn vượt qua các thử thách, xây dựng uy tín và sự nghiệp bền vững. Đồng thời, chính quan cũng nhắc nhở bạn cần chú ý đến từng chi tiết, tránh vội vàng hay hấp tấp trong quá trình làm việc. Tháng này, mỗi hành động đều cần cẩn trọng và đi kèm với suy xét kỹ lưỡng. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy các nhiệm vụ trở nên quá nhiều và áp lực, nhưng điều đó chỉ là bước đệm để bạn trở nên mạnh mẽ hơn và vượt qua giới hạn của bản thân. Đừng ngần ngại thử sức với những ý tưởng và cách làm mới, bởi đây chính là lúc bạn khẳng định bản lĩnh của mình. Ngoài ra, sự xuất hiện của Nguyệt lệnh thai trong tháng này báo hiệu một số quy định, yêu cầu mới hoặc môi trường làm việc có thể thay đổi. Trong những hoàn cảnh có phần phức tạp này, sự phân chia bè phái hoặc khác biệt ý kiến có thể làm không khí làm việc trở nên căng thẳng hơn. Với tính cách chính trực của người tuổi Canh Thân, bạn có thể cảm thấy khó chịu trước những mâu thuẫn này.
Nhưng lời khuyên là hãy giữ sự bình tĩnh và cẩn trọng trong từng bước đi. Sự linh hoạt và khéo léo sẽ giúp bạn vượt qua được những tình huống không như ý mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của mình. Trong các tình huống đối mặt với sự cạnh tranh hoặc mâu thuẫn, hãy tìm cách thích ứng và khéo léo tránh va chạm trực diện. Đôi khi, việc giữ im lặng và tập trung vào công việc sẽ giúp bạn tránh khỏi những rắc rối không đáng có, đồng thời bảo vệ tinh thần và năng lượng của mình. Đừng để cảm xúc chi phối, bởi lẽ chính quan sẽ là người chỉ đường cho bạn đạt đến sự ổn định và thành công thông qua sự điềm đạm và quyết đoán. Tháng này là thời điểm tuổi Canh Thân có thể cảm nhận sâu sắc rằng thành công không chỉ là những gì bề ngoài mà còn là niềm vui. Sự bình yên nội tại khi bạn đã vượt qua được thử thách, làm chủ được bản thân và khẳng định năng lực của mình. Hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với mọi thách thức bằng sự điềm tĩnh và bản lĩnh. Nếu bạn có thể duy trì sự tập trung và tận dụng từng cơ hội, bạn sẽ tạo nên những thành tựu đáng tự hào. Không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là một sự công nhận, một phần thưởng cho tất cả những cố gắng không ngừng nghỉ. Nhìn lại, tháng này là dịp để tuổi Canh Thân thể hiện ý chí vươn lên và tâm huyết dành cho sự nghiệp. Sự trầm ổn và bản lĩnh của bạn sẽ không chỉ giúp vượt qua mọi khó khăn, mà còn giúp xây dựng một con đường sự nghiệp rộng mở, đầy tiềm năng phía trước. Tử vi tài lộc tuổi Canh Thân tháng 10 năm 2024 âm lịch, tích lũy và đầu tư khôn ngoan. Tháng 10 âm lịch năm Ất Hợi 2024 mang đến cho người tuổi Canh Thân 1980 một bức tranh tài chính tươi sáng với nhiều cơ hội để củng cố và phát triển nguồn lực. Với tình hình tài chính được đảm bảo, thu chi cân bằng và không gặp nhiều khó khăn trong quản lý chi tiêu, tháng này là lúc bạn có thể tận hưởng sự ổn định mà mình đã gây dựng. Đây cũng là thời điểm để Canh Thân hoạch định rõ ràng cho tài lộc tương lai, đặt nền tảng bền vững nhằm tránh những biến động trong thời gian tới. Bản mệnh sẽ cảm nhận được sự thoải mái khi có thể tự do mua sắm, tặng quà cho người thân mà không phải đắn đo nhiều. Một món quà nhỏ, đơn giản nhưng ý nghĩa sẽ là cách tuyệt vời để bạn bày tỏ sự quan tâm đến những người yêu thương. Nhớ rằng, không cần những món đồ xa hoa mới có thể làm cho người thân cảm thấy hạnh phúc. Một món quà tuy nhỏ nhưng đúng ý nghĩa và đúng thời điểm sẽ là sự bất ngờ dễ chịu, giúp tăng thêm tình cảm gia đình. Đạt được sự ổn định tài chính không có nghĩa là bạn nên lơ là với mục tiêu gia tăng thu nhập. Tháng này, hãy tận dụng tinh thần năng động để tìm kiếm những cơ hội mới. Dù là các dự án kinh doanh nhỏ hay công việc bán thời gian có thể mang lại thêm nguồn thu đáng kể. Đây là dịp để bạn khẳng định sự nhạy bén của mình trong lĩnh vực tài chính và sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không nên quá vội vàng với việc chi tiêu cho bản thân. Dù có thể tự thưởng bằng một món đồ yêu thích, đừng sa đà vào mua sắm để rồi bị cuốn vào cảm giác hưởng thụ. Với những khoản chi lớn cần đầu tư, tuổi Canh Thân nên suy xét kỹ lưỡng và tránh tiêu tốn quá nhiều tiền mặt trong một lần. Đặc biệt, một số dự án kinh doanh hoặc công việc của bạn có thể cần được tài trợ nhiều hơn trong thời gian này. Chính vì thế, việc chia nhỏ các khoản chi, phân bổ ngân sách hợp lý không chỉ giúp bạn giảm tải áp lực mà còn tận dụng được những lợi ích của việc đầu tư lâu dài. Đây là thời điểm mà người tuổi Canh Thân nên cân nhắc đến các phương án tiết kiệm và bảo toàn tài sản cho các giai đoạn sau này. Một kế hoạch tiết kiệm hợp lý sẽ là lá chắn bảo vệ bạn trước các biến động tài chính, đồng thời giúp bạn có được sự vững vàng để đối diện với mọi tình huống phát sinh trong tương lai. Không cần phải cắt giảm mọi chi tiêu, nhưng hãy tập trung vào những hạng mục thiết yếu và dành ra một khoản dự phòng để đầu tư khi thời cơ đến. Tận dụng tháng 10 này để sắp xếp lại tài chính, lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng và hướng đến sự bền vững lâu dài. Đừng quên đầu tư vào những mối quan hệ gia đình, bởi sự gắn bó và ấm áp từ người thân sẽ là nền tảng để bạn có thêm động lực phấn đấu trong công việc và cuộc sống. Nếu giữ được sự cân bằng giữa chi tiêu và tiết kiệm,
Tài chính của bạn không chỉ ổn định trong hiện tại mà còn có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong những tháng sắp tới. Tháng Ất Hợi là cơ hội để tuổi Canh Thân khẳng định bản thân trên con đường tài chính, và nếu có sự chuẩn bị cẩn trọng, tháng này sẽ là tiền đề cho sự thịnh vượng và sung túc trong những giai đoạn tiếp theo. Tử vi sức khỏe tuổi Canh Thân tháng 10 năm 2024, cân bằng và chăm sóc hệ tiêu hóa. Trong tháng 10 âm lịch năm Ất Hợi 2024, người tuổi Canh Thân cần đặc biệt lưu ý về sức khỏe khi sao nhị hắc nhập cung chính Bắc, tạo ra các ảnh hưởng đến đường ruột và hệ tiêu hóa. Đây là thời điểm báo hiệu cho bạn rằng cần ưu tiên cho sức khỏe, nhất là khi những vấn đề nhỏ không được chú ý có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Một chế độ ăn uống cân bằng và thời gian nghỉ ngơi đầy đủ sẽ là chìa khóa để duy trì trạng thái ổn định. Đối với những ai có tiền sử về dạ dày, việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh sẽ là một thử thách nhưng cũng là biện pháp bảo vệ cơ thể. Tránh xa các món cay, nóng hoặc các loại thực phẩm dễ gây kích ứng dạ dày là điều cần thiết để tránh tình trạng khó chịu và tái phát bệnh. Ngoài ra, hạn chế thức khuya và cố gắng giữ cho tinh thần thư giãn cũng là cách hiệu quả để ngăn ngừa sự gia tăng áp lực lên dạ dày và hệ tiêu hóa. Thay vì chỉ dựa vào thuốc, một lối sống khoa học với chế độ sinh hoạt điều độ sẽ mang lại những thay đổi tích cực lâu dài cho sức khỏe của bạn. Sự ổn định trong tháng này không phải là cái cớ để bạn chủ quan với sức khỏe của mình. Hãy nhớ rằng, sức khỏe là một phần quan trọng trong sự thành công và hạnh phúc. Chỉ cần bạn dành chút thời gian mỗi ngày để vận động, thư giãn và điều chỉnh chế độ ăn uống, bạn sẽ nhận thấy sự cải thiện rõ rệt trong cơ thể và tinh thần. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn hơn mà còn mang lại nguồn năng lượng tích cực, sẵn sàng đối diện với mọi thử thách trong công việc và cuộc sống. Tháng này cũng là cơ hội để bạn xem xét lại các thói quen hàng ngày, từ việc ăn uống, nghỉ ngơi, đến cách xử lý các áp lực trong công việc. Thay vì cố gắng làm mọi thứ trong một ngày, hãy lên kế hoạch và chia nhỏ các nhiệm vụ, tránh để tâm trí rơi vào trạng thái quá tải. Bằng cách giảm bớt căng thẳng và giữ cho tinh thần bình tĩnh, bạn sẽ giúp cơ thể tự điều chỉnh, tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể được ổn định. Tháng này, hãy coi sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Dành thời gian để chăm sóc bản thân không chỉ giúp bạn tránh xa các bệnh vặt mà còn tăng cường sức khỏe lâu dài. Một chế độ ăn uống hợp lý và một giấc ngủ đầy đủ sẽ là những yếu tố nền tảng để cân bằng và bảo vệ sức khỏe của bạn. Nhớ rằng sức khỏe không thể đến từ những phương pháp tạm thời. Nó đòi hỏi một sự thay đổi bền bỉ và lâu dài trong lối sống. Kết lại, sức khỏe của người tuổi Canh Thân trong tháng Ất Hợi 2024 sẽ ổn định nếu bạn biết lắng nghe cơ thể, chăm sóc cẩn thận và duy trì một tinh thần lạc quan, thư thái. Đó là chìa khóa để có một tháng thuận lợi, không chỉ về thể chất mà còn là nền tảng cho mọi thành công phía trước. Tử vi tình duyên tuổi Canh Thân tháng 10 năm 2024, tình cảm nồng ấm, gắn kết sâu sắc. Trong tháng 10 âm lịch năm Ất Hợi, vận trình tình duyên của tuổi Canh Thân 1980 được ngũ hành tương sinh hỗ trợ, mang đến những tín hiệu đầy tích cực và sự hài hòa trong mối quan hệ tình cảm. Đây sẽ là giai đoạn mà tình yêu trở thành nguồn động viên quý báu, giúp bạn vững vàng tiến về phía trước. Dù bạn đã gắn bó với một nửa của mình qua nhiều năm hay chỉ mới bắt đầu hẹn hò, hãy tận dụng thời gian này để đầu tư vào cách giao tiếp và sẻ chia cùng đối phương. Đôi khi, sự tinh tế không đến từ những hành động lớn lao mà nằm trong những điều giản dị, nhỏ bé hàng ngày, một lời hỏi han nhẹ nhàng, một nụ cười ấm áp, hay chỉ là một cái ôm khi người ấy cần. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé nhưng có thể giúp bạn xây dựng một mối quan hệ bền chặt, sâu sắc hơn. Với những cặp đôi đã bên nhau lâu dài, tháng này là cơ hội tuyệt vời để phát triển thêm khả năng thấu hiểu. Thay vì đối đầu bằng những chỉ trích, hãy học cách lắng nghe và chọn sự bao dung. Sự nhẫn nhịn trong từng lời nói, hành động
cùng khả năng lắng nghe tâm tư của đối phương sẽ là nền tảng giúp tình yêu bền vững hơn. Việc hiểu rõ cảm xúc và nguyện vọng của người ấy sẽ giúp hai bạn vượt qua những mâu thuẫn, làm cho tình yêu thêm phần nồng nàn. Đừng quên rằng gia đình cũng là nơi bạn tìm thấy sự bình yên và động lực. Tháng này, bên cạnh mối quan hệ với người yêu hay vợ chồng, hãy dành thời gian cho người thân trong gia đình. Họ cũng cần cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương từ bạn. Khi mối quan hệ gia đình hài hòa, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống như được tiếp thêm năng lượng và niềm vui. Sự ủng hộ từ gia đình không chỉ là sự cổ vũ mà còn là bệ phóng giúp bạn tự tin hơn trên con đường sự nghiệp và cuộc sống. Tháng 10 âm lịch 2024 là thời điểm mà tình yêu và tình thân trở nên hài hòa, là nguồn động lực to lớn cho người tuổi Canh Thân. Tình cảm thăng hoa khi bạn biết cách trao đi sự quan tâm, thấu hiểu và bao dung. Đây sẽ là những yếu tố chủ chốt giúp bạn vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống và đem lại sự an yên trong tâm hồn. Hãy để tình yêu và gia đình là nền tảng tinh thần vững chắc, cùng bạn hướng tới tương lai với sự tin tưởng và bình an. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp các bác đón lành tránh dữ và làm giàu thành công các bác nhé. Tử vi tuần 1 tháng 10 âm lịch cho tuổi Canh Thân sinh năm 1980 nguồn năng lượng và khởi đầu mới. Bước vào tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, vận trình của người tuổi Canh Thân hứa hẹn nhiều sự chuyển động mới mẻ và cơ hội để bắt đầu những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Dưới tác động của thiên can và địa chi trong tuần này, bạn sẽ cảm nhận được sự mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, giúp bạn đối diện mọi thử thách với tinh thần hăng say và chủ động. Hãy chuẩn bị tinh thần và dành thời gian để lập lại một kế hoạch chi tiết cho tuần mới, bởi vận trình của bạn đang cho thấy sự ổn định và vững chắc. Trong tuần này, người tuổi Canh Thân có thể đón nhận một số thử thách nhỏ trong công việc. Những khó khăn này sẽ là cơ hội để bạn thể hiện khả năng thích nghi và linh hoạt của mình. Thiên quan nhập mệnh báo hiệu rằng có thể sẽ có những mâu thuẫn hoặc hiểu lầm với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Lúc này, sự kiên nhẫn và khéo léo sẽ giúp bạn tránh những tranh cãi không đáng có và bảo toàn các mối quan hệ quan trọng trong công việc. Nếu bạn đang có ý định bắt đầu một dự án hoặc công việc mới, tuần này là thời điểm thích hợp để từng bước tiến hành. Hãy dành thời gian đầu tuần để rà soát kỹ lưỡng, phân chia các nhiệm vụ hợp lý và duy trì sự chủ động trong công việc. Về phương diện tài chính, tuần này tài vận của tuổi Canh Thân duy trì ở mức ổn định, không có biến động lớn. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm thích hợp để đầu tư mạo hiểm hoặc tiêu pha quá tài. Lời khuyên cho bạn là hãy tập trung vào việc quản lý chi tiêu một cách hợp lý và không nên tiêu xài quá nhiều vào những khoản không thực sự cần thiết. Nếu có khoản dư giả, bạn nên dành một phần để tiết kiệm, chuẩn bị cho những kế hoạch lâu dài hơn. Những cơ hội tài chính khác sẽ đến vào cuối tháng, nên hãy cẩn trọng trong chi tiêu tuần này để đảm bảo tài chính luôn ở mức an toàn. Đối với người đã có gia đình hoặc đang trong một mối quan hệ lâu dài, tuần đầu tiên của tháng này mang đến sự hòa hợp và kết nối. Ngũ hành tương sinh báo hiệu sự thuận lợi trong mối quan hệ, nhưng cũng nhắc nhở rằng đôi lúc bạn cần lắng nghe và cảm nhận nhiều hơn. Đây là thời điểm tốt để bạn quan tâm đến người ấy nhiều hơn, tạo nên những khoảnh khắc chia sẻ và đồng cảm. Những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt cũng có thể tạo ra những thay đổi lớn, giúp tình cảm thêm phần bền chặt. Đối với những ai đang còn độc thân, tuần này vận đào hoa có thể chưa thực sự rõ ràng. Nhưng đừng lo lắng, đây là thời gian để bạn tập trung vào bản thân, hoàn thiện những điểm yếu và tạo nên sự tự tin, sẵn sàng chào đón tình yêu mới vào đúng thời điểm. Sức khỏe của tuổi Canh Thân trong tuần đầu của tháng 10 âm lịch có thể có một vài dấu hiệu cần chú ý. Sự bận rộn và áp lực trong công việc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, suy giảm năng lượng. Nhị hắc cảnh báo vấn đề tiêu hóa,
Vì vậy bạn nên chú trọng hơn đến chế độ ăn uống, tránh thức khuya và giảm bớt thực phẩm cay, nóng. Ngoài ra, nếu có thời gian, hãy dành một chút để thư giãn, thả lỏng tinh thần và nạp lại năng lượng tích cực. Đừng quên rằng giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, nên cố gắng điều chỉnh lịch trình sinh hoạt để có thể ngủ đủ giấc mỗi ngày. Tuần này, điều quan trọng nhất với bạn chính là cân bằng và ổn định. Sự kiên nhẫn và linh hoạt sẽ giúp bạn xử lý mọi việc êm đẹp và bảo vệ các mối quan hệ, đồng thời giúp bạn duy trì tinh thần thoải mái trong suốt tuần. Đừng quên tận dụng cơ hội để phát triển bản thân và đặt nền móng cho các kế hoạch sắp tới. Với sự nỗ lực, bạn sẽ không chỉ giữ được sự ổn định mà còn tiến gần hơn đến mục tiêu dài hạn. Một tuần khởi đầu nhẹ nhàng và chắc chắn sẽ giúp tuổi Canh Thân đạt được những thành tựu bền vững trong tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn. Tuần 2 duy trì ổn định và tránh rủi ro. Tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch sẽ là khoảng thời gian mà người tuổi Canh Thân cần sự tỉnh táo và cẩn thận. Sự xuất hiện của tương phá trong cung mệnh tuần này báo hiệu một số trở ngại nhỏ có thể xảy ra, nhất là khi bạn đang hướng đến mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, chỉ cần duy trì tinh thần vững vàng, bạn sẽ dễ dàng vượt qua mà không bị ảnh hưởng quá nhiều. Trong công việc, bạn nên tránh đưa ra những quyết định quan trọng hoặc thay đổi lớn trong tuần này. Sự vội vàng có thể dẫn đến những rắc rối không mong muốn. Lúc này, hãy tập trung vào chi tiết nhỏ và cải thiện cách giao tiếp, nhất là với đồng nghiệp và cấp trên. Những ai làm trong lĩnh vực liên quan đến tài chính hoặc kinh doanh nên tránh các quyết định mạo hiểm. Thay vào đó, hãy đầu tư thêm thời gian vào việc nghiên cứu và phân tích để chuẩn bị tốt cho các kế hoạch dài hạn. Tài chính tuần này duy trì ở mức ổn định, nhưng bạn nên cẩn trọng khi đưa ra quyết định tài chính. Tránh đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn chưa hiểu rõ. Đây là thời điểm phù hợp để bạn tạm thời giữ an toàn, hạn chế chi tiêu và tập trung vào việc cân đối các khoản chi tiêu đã có từ trước đó. Trong đời sống tình cảm, bạn cần thể hiện sự thấu hiểu và cảm thông nhiều hơn với đối phương. Sự tương tác tích cực sẽ giúp cả hai tìm ra điểm chung và giải quyết được những hiểu lầm nhỏ, giúp mối quan hệ thêm phần bền chặt. Người độc thân có thể gặp gỡ người mới, nhưng hãy tiến hành một cách từ tốn và bình tĩnh. Sức khỏe của bạn không có gì đáng lo ngại trong tuần này, nhưng cần đặc biệt chú ý đến giấc ngủ và dinh dưỡng. Hạn chế thức khuya và cố gắng giữ chế độ ăn uống cân bằng để duy trì tinh thần tốt nhất. Hãy thêm vào khẩu phần ăn các thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa và chú trọng giữ ấm cơ thể. Tuần 3 tăng cường kết nối và thúc đẩy tiến bộ. Đến tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch, vận trình của người tuổi Canh Thân sẽ có nhiều khởi sắc, đặc biệt là trong lĩnh vực giao tiếp và hợp tác. Dưới sự chiếu rọi của các yếu tố thuận lợi, đây là tuần mà bạn nên mở rộng các mối quan hệ và thúc đẩy tiến độ trong những dự án đang dang dở. Sự thuận lợi trong công việc đang chờ đón bạn, và đây là thời điểm lý tưởng để xây dựng, mở rộng mạng lưới kết nối. Đừng ngần ngại tham gia các cuộc họp, hội thảo hoặc các hoạt động xã hội có liên quan đến công việc, bởi bạn có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Nỗ lực của bạn sẽ được công nhận, tạo đà cho những dự án tiếp theo. Về tài chính, những cơ hội mới đang mở ra cho bạn. Đây là lúc bạn nên nhạy bén, nhanh chóng nắm bắt nếu có cơ hội đầu tư hoặc một công việc ngoài lệ tiềm năng. Tuy nhiên, vẫn cần phân tích cẩn thận và không nên đặt quá nhiều kỳ vọng. Cân nhắc các khoản chi tiêu trước khi ra quyết định để tránh áp lực tài chính về sau. Tuần này, mối quan hệ của bạn và người ấy đang tiến triển theo chiều hướng tích cực. Những cuộc trò chuyện vui vẻ sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn, tạo nền tảng tốt cho mối quan hệ bền vững. Nếu bạn còn độc thân, hãy mở lòng mình và đón nhận những cơ hội mới. Sức khỏe của bạn trong tuần này khá tốt. Hãy duy trì thói quen tập thể dục nhẹ nhàng để giữ cơ thể linh hoạt và đừng quên dành thời gian để thư giãn đầu óc.
Tinh thần phấn chấn sẽ giúp bạn có thêm động lực và năng lượng cho những ngày bận rộn. Tuần cuối tháng 10 âm lịch đánh giá và hoàn thiện. Tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch mang đến cho người tuổi Canh Thân cơ hội để nhìn lại những gì đã đạt được và tiến hành điều chỉnh cho những kế hoạch dài hạn. Dưới ảnh hưởng của các sao Cát Tường, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn trong việc đối diện với những quyết định quan trọng và tạo tiền đề cho một tháng mới. Đây là thời điểm để bạn đánh giá lại các dự án, từ đó hoàn thiện và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết. Những nỗ lực từ đầu tháng sẽ bắt đầu mang lại kết quả đáng kể và bạn sẽ nhận ra giá trị của sự kiên trì. Đừng ngần ngại nhìn lại những gì chưa hoàn thành và đặt ra mục tiêu mới để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Tài chính của bạn duy trì ổn định, nhưng không nên chủ quan. Trong tuần này, các giao dịch hoặc đầu tư lớn nên được cân nhắc kỹ lưỡng. Bạn có thể phải tiêu một khoản cho những nhu cầu cá nhân hoặc gia đình. Vì vậy, hãy lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để đảm bảo an toàn cho tài chính cá nhân. Trong đời sống tình cảm, tuần này là thời điểm lý tưởng để tạo sự kết nối sâu sắc với người thân và đối phương. Bạn sẽ nhận thấy rằng những cử chỉ nhỏ, lời nói chân thành có sức mạnh lớn lao, giúp hai người thêm phần gắn bó. Người độc thân có thể gặp được người cùng chia sẻ, đồng cảm và sẵn sàng đồng hành trong hành trình sắp tới. Cuối tháng, sức khỏe của bạn vẫn ở mức ổn định nhưng cần lưu ý về sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Hãy dành thời gian để thư giãn, tập trung vào những hoạt động mang lại sự bình an và cân bằng tinh thần. Đảm bảo rằng bạn có một chế độ ăn uống hợp lý và sinh hoạt đều đặn để chuẩn bị cho tháng sau đầy năng lượng. Trong cả tháng 10 âm lịch, người tuổi Canh Thân sẽ trải qua những giai đoạn thăng trầm khác nhau. Từ khởi đầu với sự kiên nhẫn, đến giai đoạn giữa tháng mở rộng và tích lũy kinh nghiệm, và cuối tháng đánh giá để hoàn thiện. Hãy giữ tinh thần lạc quan và đừng ngần ngại phát triển bản thân, bởi mọi thử thách sẽ đem lại cho bạn những bài học quý giá và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Thưa quý anh chị, trong cuộc sống đầy cạnh tranh và phức tạp này, chúng ta không thể tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực. Một trong số đó là đố kỵ. Tâm đố kỵ có thể xuất phát từ nhiều lý do, từ sự ganh tị với thành công của người khác đến cảm giác tự ti về chính bản thân mình. Tuy nhiên, điều mà chúng ta thường không nhận ra là lòng đố kỵ không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa con người với nhau mà còn có thể gây ra những tổn thất lớn trong tâm hồn và cuộc sống của chính mình. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đứng trước một cánh cửa, nơi bên trong là những cơ hội, sự thành công và hạnh phúc. Nhưng thay vì mở cánh cửa đó, bạn lại quyết định đứng lại và nhìn vào những gì người khác đang có. Bạn thầm nghĩ, tại sao họ lại thành công hơn tôi? Và dần dần, những suy nghĩ tiêu cực đó khiến bạn xa lánh cơ hội của chính mình. Bài viết này sẽ đi sâu vào vấn đề lòng đố kỵ, chỉ ra rằng nó không chỉ là một cảm xúc tạm thời mà còn là một rào cản lớn trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc và thành công. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những tác hại của lòng đố kỵ, những cách mà nó ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của chúng ta, và cuối cùng, cách chúng ta có thể vượt qua nó để sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và tự tin hơn. Một, tâm đố kỵ là gì? Tâm đố kỵ được hiểu là cảm xúc ganh ghét, ghen tị khi thấy người khác thành công, có được những điều mà mình mong muốn hoặc không có. Nó không chỉ là cảm giác đơn thuần mà còn đi kèm với những suy nghĩ tiêu cực về bản thân và người khác. Đố kỵ có thể xuất hiện trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, từ công việc, tình yêu, cho đến các mối quan hệ xã hội. Khi lòng đố kỵ xuất hiện, chúng ta thường rơi vào vòng luẩn quẩn của sự so sánh. Chúng ta so sánh thành công, tài năng, nhan sắc và thậm chí cả hạnh phúc của mình với người khác. Nếu thấy người khác có điều gì tốt hơn, chúng ta sẽ tự nhiên cảm thấy không hài lòng với chính mình, dẫn đến sự bất mãn và tiêu cực. 2. Nguyên nhân gây ra tâm đố kỵ. Có nhiều lý do khiến chúng ta nuôi dưỡng tâm đố kỵ, bao gồm 2.1.
so sánh xã hội. Con người tự nhiên có xu hướng so sánh mình với người khác để đánh giá giá trị bản thân. Trong xã hội hiện đại, với sự phát triển của mạng xã hội, việc tiếp cận thông tin về cuộc sống của người khác trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chúng ta thấy những thành công, những bức ảnh hạnh phúc của người khác và ngay lập tức cảm thấy áp lực phải đạt được những điều tương tự. 2.2. Thiếu tự tin. Khi chúng ta không tự tin về khả năng của mình, lòng đố kỵ sẽ dễ dàng xuất hiện. Cảm giác tự ti khiến chúng ta nhìn thấy thành công của người khác như một lời chỉ trích cho chính mình. Thay vì tập trung vào việc cải thiện bản thân, chúng ta lại chỉ chăm chăm nhìn vào những gì người khác đang có. 2.3. Kỳ vọng không thực tế. Nhiều người đặt ra kỳ vọng quá cao cho bản thân hoặc cảm thấy rằng cuộc sống phải theo một chuẩn mực nhất định. Khi không đạt được những kỳ vọng đó, họ sẽ dễ dàng ghen tị với người khác. Điều này khiến họ không thể tận hưởng những thành tựu nhỏ bé trong cuộc sống của chính mình. 3. Tác hại của lòng đố kỵ. Lòng đố kỵ không chỉ đơn thuần là một cảm xúc tiêu cực mà còn có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng trong cuộc sống của chúng ta. 3.1. Hủy hoại mối quan hệ. Khi nuôi dưỡng lòng đố kỵ, chúng ta dễ dàng trở nên xa cách với những người xung quanh. Cảm xúc này khiến chúng ta nghi ngờ, không tin tưởng vào bạn bè, người thân và thậm chí là đồng nghiệp. Mối quan hệ có thể bị tổn hại khi chúng ta không thể chia sẻ niềm vui của người khác và thường xuyên cảm thấy đau đớn vì thành công của họ. 3.2. Tổn hại đến tâm lý. Lòng đố kỵ tạo ra một vòng lặp tiêu cực trong tâm trí. Những suy nghĩ tiêu cực liên tục sẽ dẫn đến căng thẳng, lo âu và thậm chí trầm cảm. Người nuôi dưỡng lòng đố kỵ sẽ thường xuyên cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của mình, từ đó dẫn đến những quyết định không đúng đắn. 3.3. Cản trở sự phát triển cá nhân. Khi chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào thành công của người khác, chúng ta sẽ bỏ lỡ những cơ hội phát triển bản thân. Lòng đố kỵ khiến chúng ta không thể tập trung vào việc nâng cao kỹ năng, kiến thức và khả năng của mình. Điều này không chỉ cản trở sự nghiệp mà còn ảnh hưởng đến sự tự tin và lòng yêu thương bản thân. 4. Cách vượt qua lòng đố kỵ. Để vượt qua lòng đố kỵ, chúng ta cần nhận diện và thay đổi những suy nghĩ và hành vi tiêu cực này. 4.1. Tự nhận thức và chấp nhận cảm xúc. Điều đầu tiên cần làm là nhận diện và chấp nhận rằng mình đang cảm thấy đố kỵ. Thay vì chối bỏ cảm xúc đó, hãy đối diện với nó và tìm hiểu lý do tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Nhận thức về cảm xúc giúp chúng ta có thể kiểm soát và thay đổi nó. 4.2. Thay đổi cách nhìn nhận. Thay vì xem thành công của người khác là một mối đe dọa, hãy nhìn nhận nó như một nguồn cảm hứng. Hãy học hỏi từ những người mà bạn đố kỵ, xem họ đã làm gì để đạt được thành công đó và cố gắng áp dụng vào cuộc sống của chính mình. 4.3. Tập trung vào bản thân. Dành thời gian để nhìn lại bản thân và nhận diện những điểm mạnh của chính mình. Tạo ra những mục tiêu rõ ràng và cụ thể để phát triển bản thân. Khi bạn tập trung vào việc cải thiện chính mình, bạn sẽ ít có thời gian và lý do để cảm thấy đố kỵ với người khác. 4.4. Chia sẻ và kết nối. Hãy dành thời gian để chia sẻ những thành công và thất bại của mình với những người xung quanh. Kết nối với những người có cùng chí hướng sẽ giúp bạn cảm thấy không đơn độc trong hành trình phát triển bản thân. Đồng thời, việc chia sẻ cảm xúc sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. 4.5. Thực hành lòng biết ơn. Lòng biết ơn có thể giúp bạn chuyển hóa cảm xúc đố kỵ thành tích cực. Hãy thường xuyên ghi lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn, những điều mà bạn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Điều này sẽ giúp bạn nhìn nhận cuộc sống một cách lạc quan hơn và giảm bớt cảm giác đố kỵ. Lòng nuôi tâm đố kỵ thực sự là một trong những yếu tố cản trở lớn nhất trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc và thành công của mỗi người. Nó không chỉ gây tổn hại cho mối quan hệ, sức khỏe tâm lý mà còn cản trở sự phát triển cá nhân. Tuy nhiên,
Điều quan trọng là chúng ta có thể vượt qua nó bằng cách nhận thức rõ ràng về cảm xúc của mình và thay đổi cách nhìn nhận. Cuộc sống là một hành trình đầy thử thách và cơ hội. Hãy tập trung vào việc phát triển bản thân và tận hưởng những thành tựu mà bạn đã đạt được. Đừng để lòng đố kỵ cản trở bạn, mà hãy sử dụng nó như một động lực để tiến xa hơn, hướng tới một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Hãy nhớ rằng, người thành công không phải là người không có thất bại, mà là người không để thất bại làm nản lòng. Cuối cùng, hãy sống cuộc đời của chính mình với niềm tự hào và lòng biết ơn, bởi cuộc sống này rất ngắn ngủi và quý giá. Hãy dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng và mang lại cho bạn hạnh phúc.